Sáng ngày 29 tháng 1, lực lượng biên phòng và công an thành phố Đà Nẵng đã dùng cano đưa nam du khách bị rơi xuống vực cập bờ để các y bác sĩ sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Trước đó, lúc 22 giờ 17 phút ngày 28 tháng 1, nhận thông tin từ trung tâm chỉ huy của lực lượng phòng cháy chữa cháy công an Đà Nẵng có một nạn nhân mất tích tại khu vực bãi Sủng Cỏ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến 3 giờ ngày 29 tháng 1, tổ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phát hiện một nam thanh niên mắc kẹt dưới gờn đá sát biển, cách bãi Sủng Cỏ khoảng 200m về phía đông, cách vị trí tìm thấy xe máy của nạn nhân 4 km. Bước đầu nạn nhân được xác định tên H, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi được phát hiện, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, nửa mê nửa tỉnh. Tại đây, tổ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và hỗ trợ cho nạn nhân phục hồi sức khỏe. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, anh H được đưa lên cano để đưa vào bờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân đi phượt một mình rồi bị ngã xuống vực.